Các bạn nghĩ như thế nào về một người con trai sỏi khi môi, trong họ có quyến rũ không, cá tính, dễ thương hay được nhiều bạn nữ chú ý? Phụ nữ rất yêu. Hai, chào các bạn, lại là mình cô bé Sỏ Khuyên đây. Nhiều bạn nói con trai sỏ môi nhìn kỳ, nhưng đối với cô bé Sỏ Khuyên thì không thấy như vậy. Sỏ Khuyên môi sẽ trở nên thiện cảm và được mọi người đón nhận qua cách bạn thể hiện chúng như thế nào. Bạn sỏ môi nhưng bạn đi làm, đi học có một lối sống lành mạnh, hoặc phong cách của bạn có chút cá tính thì sẽ chẳng ai là đi bắt bẻ. Nhưng bạn sỏ môi lại thích rượu chè, đua xe bắn súng thì làm sao trách người khác phán xét mình được. Nói chung cô bé Sỏ Khuyên thấy rằng Sỏ Khuyên sẽ trở thành hình thức làm đẹp lành mạnh nếu nó được thể hiện đúng cách và đúng chỗ.